Dạ, Lâm Thanh Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi đến tất cả quý bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, kính thưa tất cả các bà con, thì tối hôm nay tôi quay lại cái câu chuyện của anh Tuấn và chị Hà liên quan đến một giấc mơ của là mẹ chị Hà. Và cái số tiền mà theo anh Tuấn anh nói đó là số tiền vô cùng lớn, 10 tỷ mà anh Tuấn đã tuyên bố ở cộng đồng mạng. Và đây là một trong những cái lý do mà xin thưa quý vị tôi phải quay lại để mà chia sẻ với bà con chúng ta. Và trước khi mà đi vào cái câu chuyện này thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con đã trong một thời gian khá dài đã đồng hành cùng với Lang Thang Sài Gòn nói riêng và cùng với những kênh anh em YouTube nói chung để là tìm lại một cái sự công bằng cho chị Hà và cái thời gian để chờ đợi ở cơ quan chức năng sẽ có một cái quyết định là chính thức. Thì xin thưa quý vị, thì như bà con nào cũng đã nghe giấc mơ của mẹ chị Hà thì đúng là một giấc mơ quá hải hùng thưa quý vị. Một giấc mơ mà xin thưa quý bà con, không có người mẹ nào mà kể như là không rơi nước mắt khi giấc mơ về con gái của mình về để kêu gọi người mẹ để mà kế lại những cái vết thương mà bị chồng hành hạ mà dẫn đến là tử vong. Cái vấn đề đây quý vị, tôi không biết là như thế nào, tôi cũng không phải là người mê tín vậy, nhưng mà nói thật sự giấc mơ mà của anh Tuấn và những người gì kể đó thì tôi không tin. Nhưng tôi rất tin vào giấc mơ của mẹ của chị Hà. Một giấc mơ mà xin thưa quý bà con, mà chính những một mình tôi tin, mà cộng đồng mạng bà con cũng tin. Một giấc mơ mà xin thưa quý bà con, theo lời kể của mẹ chị Hà, một giấc mơ rất hải hùng nhưng cũng không kém phần rorik. Một giấc mơ tôi nghĩ rằng cái giấc mơ này chắc là sớm hay muộn chúng ta cũng nên biết rõ mà thôi. Đấy, cái vấn đề bây giờ ở đây, khi mà một người mẹ mà thấy con gái mình về báo mộng như vậy thì nó thật sự nỗi đau lại cái gấp vạn lần. Đấy, nhưng có một số người hiện bây giờ cũng là giả thần giả thánh, giả là cô giả cậu, rồi giả thầy mo thầy cúng, trong đó có một vị gọi thiền sư là cả như 55 năm. Đấy, vị thiền sư này nó thật sự không biết là vị này là có phải là thiền sư thật hay không. Vì mình qua những cái lời của vị này nói đó thì mình cảm thấy rằng cái vị này đang có một cái mục đích gì cho cái sự việc này, chứ không phải là một lời khuyên. Cái vị này đang có mục đích gì dẫn dụ cho dư luận chúng ta đi theo một chiều hướng khác đó, rồi để cho kể như là dư luận sẽ hạ xuống, rồi cái sự việc có khả năng sẽ chìm vào quên lãng. Cái vị thiền sư này nói một câu mà tôi cảm thấy là vị này không biết mà ngoài miết á, ngoài thiền miết rồi như là cái bộ não như bị nó bị bó lại quý vị. Tôi đang nghĩ vấn đề này. Có nghĩa người ta ngồi thiền là người ta càng mở mang trí huệ để mà nhìn một cái sự việc nó sáng suốt. Nhưng cái vị thiền sư này đó, vị ngồi như thế nào 55 năm rồi mà hình như là ngồi viết rồi cả như là không có hoạt động, nhất là cái bộ não. Cũng chính từ vấn đề mà không có hoạt động đó cho nên cái vấn đề vị này vẫn nghĩ chưa thông. Vị này nói một câu rằng bây giờ anh Tuấn là đang chịu muôn ngàn nỗi khổ. Tôi nói nỗi khổ như thế nào? Nỗi khổ có bằng nỗi khổ giấc mơ của mẹ chị Hà hay không? Đấy, tôi nói quý vị, nếu như giấc mơ này là một sự thật, nếu như giấc mơ này là một sự thật thì tôi đảm bảo quý bà con rằng đấy, không phải là một người đi đâu mà nó đi cả như là hàng loạt. Đấy, nó đi hàng loạt ít nhất là phải 3 đến 4 người để mà mới thực hiện được giấc mơ hải hùng như vậy. Nhưng vị thiền sư này đó nói rằng bây giờ thâu đừng có nói nữa, vì mỗi ngày anh Tuấn thức dậy là anh bị là muôn ngàn cái lời nói. Anh nói là lời nói còn sắc hơn dao nữa, làm cho anh Tuấn thêm đau khổ nữa. Nếu mà cảm thấy đau khổ, nếu mà cảm thấy bây giờ đó
mình cảm thấy là không chống chọi lại được cái dư luận thì đừng bao giờ phát ngôn và đừng bao giờ thách đấu. Có nghĩa là những ngày vừa qua bà con cũng đã biết rồi, những hành vi của anh Tuấn đây là một trong những cái gọi là thách thức dư luận, thách thức cộng đồng, dùng tiền đề người. Mà vị thiền sư này cứ liên tục có những câu từ bảo vệ cho anh Tuấn, thế chúng ta phải đặt một câu hỏi: vị thiền sư này thực tế là ai? Vị đang ở đâu? Vị nói một câu rằng vị không có kể như là chú tâm vào những cái sự việc của xã hội, nhưng mà có một người em đưa lên rồi vị xem, vị xem rồi vị mới là có những cái nhìn nhận. Tôi nói là vị xem, nếu mà vị xem đó mà xem kể như là xem qua thì đây mang chất là xem quẹt, thì vị cũng chưa hiểu được cái sự tình. Mà vị nói rằng vị ngồi thiền, vị đang nhìn thấy chị Hà bây giờ vẫn kể chưa được về nhà, vẫn đang lắng quãng ngoài sông. Ủa nhìn thấy sao hay vậy? Ông nhìn thấy sao hay vậy? Thế ông có nhìn thấy ra cái thằng hung thủ nào, cái con hung thủ nào mà nó gây ra một cái sự mà cái như là mất mát từ gia đình của chị Hà hay không? Ông nhìn thấy thằng hung thủ đó không? Ông nhìn thấy con hung thủ đó không? Hả? Nếu mà ông nhìn thấy được cái gọi là người âm đó, thì ít ra ông phải mở mang cái trí huệ để ông nhìn nhận ra những cái sự việc mà nó xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Từ trước giờ ông có thấy mà ai chết trâu mà cái như là nằm dưới là dòng sông lạnh mà tới 12 ngày rồi cái chờ móc câu móc lên hay không? Có nghĩa rằng vị này cũng giải thích theo cái lối là bà thí dữ. Đấy, một cái lối giải thích mà tôi cảm thấy là rất mơ hồ và thiếu cái trí tuệ. Đấy, không có bà thí nào cả. Đấy, mà tất cả những cái vấn đề nó khác thường, nó quá khác thường. Có lẽ rằng đấy, do bàn tay con người tạo ra. Đấy, bàn tay con người tạo ra những cái mà nó khác thường, cái như là ở xã hội này cũng lắm quá vậy, cũng rất nhiều rồi. Đấy, nhưng cái sự việc đây đó à, mà vị này nói bây giờ thâu đừng nói nữa, nói là cái như thứ nhất là tạo nghiệp, à, thứ hai đó là anh Tuấn sẽ là người đau khổ. Tôi đau khổ thì cái như là tìm cách giải thoát đi. Rất nhiều cách để giải thoát cái sự đau khổ này à, mà tại sao không giải thoát, mà tại sao lại để cộng đồng mạng lên án à, cộng đồng mạng có những cái gọi là bình luận trên một cái diễn đàn liên quan những câu từ của anh Tuấn. Nếu mà anh Tuấn đau khổ như vị thiền sư này nói đó, thì anh Tuấn đừng bao giờ lên mạng thách đấu. Mà mình phải biết thời điểm bây giờ mình nên làm gì và cần gì. Đấy, chứ không thể bây giờ nói thật sự ra thì cái sự việc ở đây là không phải tôi mà cũng chẳng phải là một số bà con, mà đại đa số rằng trừ khi những người thân của anh Tuấn mới không có một cái hướng mà cái như là suy nghĩ khác thôi. Chứ đại đa số rằng là chúng ta có những cái mà cảm thấy chị Hà chết là cái không rõ lý do, mà cũng chính từ vấn đề không rõ lý do đó cho chị Hà có một giấc mộng mà báo mộng cho mẹ chị Hà. Tôi thấy một giấc mộng là có khả năng là trở thành một hiện thực. Một giấc mộng có một cái sự rô rít à, một giấc mộng mà nói thật sự quý bà con, nếu mà ai à, đặt vào cái hoàn cảnh như là mẹ của chị Hà cũng đứt từng đoạn ruột. Đấy, những người ngồi mà khi mà thấy vớt xác chị Hà lên là ai cũng cảm thấy là hai dòng nước mắt là lăn dài. Đấy, chỉ có một mình anh Tuấn là anh tỉnh queo. Chỉ có cái mình dì Năm, mà dì Năm dì thương anh Tuấn, dì Năm cũng tỉnh queo, mà dì Mười càng tỉnh hơn nữa à, có những cái vấn đề mà chúng ta thấy nó lạ ở đây. Tình người ở đâu? Tôi cần ở đây là một cái tình người, mà tình người không có thì đừng nói chi mà cái chuyện tình nghĩa vợ chồng, rồi tình nghĩa kể như là dì chồng cháu dâu, đúng không vậy? Một tình người có không thể hiện trong ánh mắt, thể hiện trong lời nói. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng à, trong suốt một khoảng thời gian khá dài như vậy mà người ta vẫn tỉnh queo. Đấy, người ta không có một chút chi gọi là một cái sự thương xót, mà bây giờ vị này nói là anh Tuấn như ngàn mũi dao đâm vào, đau khổ lắm đúng không? Cái này không phải đau khổ mà một cái sự sợ hãi. Đấy, đêm hôm tôi nói rồi, tôi cũng có một cái sự ví von à, có nghĩa rằng cái như là một con thú dính bẫy ấy, thì trước khi mà nói thật sự nó chưa bị là người đặt bẫy bắt,
thì nó liên tục có những cái sự vẫy vùng. Đấy, vẫy vùng như thế, và thậm chí các con nó cắn đi một bộ phận trong cơ thể. Bộ phận nào dính bẫy là nó cắn đi, chấp nhận hy sinh một bộ phận để mà cứu lấy cái sinh mạng của mình. Đấy là con thú. Còn con người cũng vậy. Tôi nói quý bà con, bất kể cái vấn đề vậy, theo một cái bản năng đến cái giai đoạn đó, đến giai đoạn mà gọi là cửa tử và cửa sinh, đấy, thì người ta sẵn sàng có một cái sự lựa chọn. Tôi nói bây giờ nó thật sự ra đó, những cái vấn đề nếu như mà một người chồng như anh Tuấn trong những ngày vừa qua đấy quý vị, đảm bảo quý bà con, đấy, bây giờ anh có vi phạm hay không vi phạm, cái này tôi chưa nói là anh Tuấn có vi phạm hay không, mà cái này chờ vào cơ quan chức năng sẽ có một cái lời giải đáp. Nhưng tôi khẳng định quý bà con vậy, giấc ngủ những ngày qua của anh Tuấn không yên. Bà con nhìn cái là cái vấn đề mà cái thần sắc của anh Tuấn, trời ơi, nó thật sự bây giờ thấy nó thương vô cùng quý vị. Có nghĩa là những ngày vừa qua ngủ là nó không được yên giấc, mà anh phải làm mượn cái như là bia mượn rượu, cái nghĩa là anh mượn những cái mà đã làm cho mình mệt nhoài đi rồi ngủ, đúng không, chìm vào trong những giấc say. À, tôi nghĩ về cái tâm lý có khả năng là điều đó xảy ra. Chứ bây giờ sao quý vị, bây giờ là về nhà là về cũng không được, mà xuống xà lan cũng không xong, mà giờ cái chỗ nương trú bây giờ là cái chỗ xà lan, thì anh phải xuống xà lan để mà anh ngủ. Xuống đây mà tôi nói quý bà con, ngủ mà nửa đêm nửa hôm cứ nằm trong tấp đấy chứ ngủ gì được. Ngủ mà cứ nhớ lại cái như là những cái chuyện mà nó đã xảy ra từ trước giờ đã theo mình trong suốt một quá trình khá dài, thì ngủ sao yên. Đấy, có thể là cái như là cũng là nhắm mắt liêm diêm chập chờn đâu. Cho bây giờ nó thật sự bà con, lúc hôm qua đó, hôm qua là anh Tuấn ảnh lên, anh lên cộng đồng mạng anh tuyên bố rằng cái như là thách đấu với Asin số tiền 5 tỷ. Số tiền 5 tỷ anh khoe rằng anh bây giờ tài sản là 10 tỷ. Để. Có những cái vấn đề đây là bà con nghĩ là có đúng không? Có nghĩa rằng trước khi chị Hà ra đi, thì theo lời anh Tuấn anh nói, và sau khi chị Hà ra đi thì theo lời anh Tuấn nói, trước khi chị Hà ra đi đó thì anh Tuấn là xin tiền chị Hà 1 triệu, đúng không vậy? Sau khi chị Hà ra đi anh Tuấn còn đúng 200 ngàn, và theo lời anh Tuấn rằng khi mà công an xuống thì anh Tuấn này anh sợ hỏi những cái giấy tờ liên quan đến xà lan, rồi anh mới cưa cái xét ra, trong cái xét là có hơn 13 triệu. Cái chuyện cái xét tí tôi nói sau, tôi nói rõ. Vì bây giờ đó anh Tuấn đã phát ngôn rồi, anh Tuấn đã phát ngôn liên quan đến cái xét, liên quan đến số tiền mà cả nhà anh Tuấn nói trong những ngày vừa qua, thì chúng ta có những cái hướng nó suy nghĩ khác. Bây giờ nó nghĩ mà chắc rộng hơn quý vị, lớn hơn quý vị. Cho nên tôi nghĩ là chị Hà hiển linh, nhưng mà hiển linh là về cho mẹ chị Hà, và có những cái hướng nhìn cho cộng đồng. Đấy, thì tôi tin. Chứ còn nói mà chị Hà hiển linh mà để báo mộng là chị nằm một đường báo một đẻo, tôi không tin. Đấy, mà tôi rất tin vào cái giấc mơ của mẹ của chị Hà, quý con nghe. Cái giấc mơ này nó thật sự đó, tôi cũng đã từng nghe kể như một ai đó cũng đã kể về giấc mơ này rồi quý vị. Tôi thấy giấc mơ này là ngoài mẹ chị Hà, còn có những người họ mơ giấc mơ như thế. Đấy, rất nhiều. Chứ còn nói thật sự ra bây giờ anh Tuấn đó, cái tựa đề tôi để là anh nhìn cái xà lan, anh nhìn xà lan lần cuối. Cái xà lan đấy là giờ của là Asin đấy. Đấy, nếu mà anh cược là giờ của là Asin đấy. Tôi nói là con anh Tuấn đây bây giờ đó, để tôi chứng minh cho quý vị, anh Tuấn anh đang ôm bum cái như là anh đi dục bậy. Trước khi chị Hà mất á, thì anh ngửa tay anh xin tiền vợ 1 triệu. Đó, sau khi chị Hà mất bà con cũng biết rồi. Đó, anh kể như là anh nói là anh còn cả 200 ngàn. Thậm chí anh còn nói là anh đi mượn người A, người B, người C nào đó. Đó, cái số tiền để mà đi thuê thợ lặn, rồi đi kể như là, nói chung là anh theo lời anh nói là anh mượn 50 triệu của một ai đó, của gì 5 gì 10 gì đó, để anh xử lý cái việc của anh. Nhưng mà bây giờ ở đâu ra mà anh nói là cái như là anh có tiền là 10 tỷ? Trong cái xét bà con có tin là số tiền mà cái như là suốt một thời gian khá dài mà chị Hà để có 13 triệu trong đó hay không? Hả? Bà con có tin hay không? Anh Tuấn anh cũng đã thừa nhận rằng anh là người mở cái xét để mà tìm cái giấy tờ, và trong đó có 13 triệu.
hơn 13 triệu. Đấy. Thế thì bây giờ tôi hỏi anh Tuấn, tiền ở đâu mà anh nói là anh có 10 tỷ? Anh cược với A Sinh anh lấy cái tiền nào? Tôi nói là hiện bây giờ anh Tuấn là một trong những người mà tình nghi đứng đầu, tình nghi hàng đầu trong cái sự việc của chị Hà. À, thì bây giờ nói thật sự đó, riêng về cái xà lan, anh Tuấn muốn bán mà để chơi cái kèo này cũng không được. Không, anh bán không được. Mà hứa kèo với bà con luôn, không ai dám mua trong thời điểm bây giờ. À, đấy, cho nên vấn đề ở đây là riêng cái tiền xà lan bỏ bên, không có đúng không? Còn cái nhà, cái nhà là anh cũng đã kể như là hiện bây giờ, à, cái nhà là cái chị Hà đang đứng tên. Đó. Thì tôi hỏi quý bà con bây giờ đó, anh Tuấn cũng không thể bán được cái nhà à, mà để mà dùng tiền để đẩy cái kèo dưới A Sinh cũng không khả thi. À, bỏ. Bây giờ anh bán ai mua? À, mà đâu phải giấy tờ anh đứng đâu mà bán. Bây giờ con gái của anh cũng đã 18 tuổi rồi. À, nó cũng đủ là toàn quyền quyết định trong cái vấn đề này. Nó cũng phải tham gia vào trong cái việc mua bán của anh liên quan đến là nhà cửa. À, cho nên cái vấn đề anh Tuấn là kể như là hai cái tài sản lớn mà chúng ta đang biết, nhà và xà lan, bỏ bên, không có.